Dobrý den. Ahoj všichni, chào mừng các bạn trở lại với chương trình Học tiếng Séc cùng Tamda và Magnus. Và lại là mình Ngọc đây. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần 2 của đề tài trình độ A1 và A2 khác nhau như nào. Trong buổi học hôm nay, chúng mình sẽ khám phá sự khác biệt của hai phần được cho là những kẻ thù của người Việt khi học tiếng Séc. Đó là kỹ năng nghe và kỹ năng nói. Mặc dù vậy, nhưng đó là những kỹ năng quan trọng nhất chúng ta sẽ dùng hàng ngày, nên các bạn hãy chú ý. Và ở phần cuối video, Ngọc sẽ bật mí những mẹo để các bạn có thể tạo ấn tượng tốt với các giám thị. Tak můžeme začít. Trong phần nghe, poslech, các bạn phải hiểu và nghe được. Thứ nhất là các thông báo tại các nhà ga, trong các cửa hàng. Thứ hai là các thông tin cơ bản trên đài phát thanh, truyền hình, video trên Internet. Điều thứ ba là các thông tin chính trong điện thoại. Và các bạn cũng phải biết viết được và nghe được tất cả các số và tên khi họ đánh vần. Điều thứ năm là các thông tin cơ bản được nói tại cửa hàng hay tiệm làm tóc, trong tiệm giặt khô, tại phòng khám hoặc bệnh viện. Điều thứ sáu là khi một người bạn đang nói về gia đình, công việc hay sở thích của mình. Và cuối cùng là khi người quản lý giải thích một nhiệm vụ đơn giản hoặc cách thực hiện một số công việc. Trong phần nói, mluvení, các bạn phải hiểu và nói được các thông tin trong các cửa hàng hay các bạn có thể tự đặt hàng. Hoặc các bạn cũng phải biết thương lượng với đồng nghiệp tại nơi làm việc. Các bạn cũng phải biết xin và cảm ơn về thông tin hoặc xin lỗi trong các tình huống khác nhau. Thêm nữa là chúng ta cũng nên biết mời ai đó đến sự kiện nào đó và xin lời khuyên hoặc một vài từ về cuộc sống, gia đình, công việc của mình. Chúng ta cũng phải nên biết nói mình thích hay không thích cái gì, hoặc những gì đã xảy ra với mình, hoặc những gì mình đã thấy. Ví dụ, mình biết kể lại ngày của mình và dùng thì quá khứ. Chúng ta cũng nên biết kể về những thứ khác nhau như đồ ăn, mua sắm, sức khỏe, thời gian rảnh và các chủ đề khác ít nhất là 1 phút. Sau khi liệt kê ra những điều mà chúng ta phải biết nói và hiểu, các bạn chắc cũng hiểu trình độ A2 cần tập kỹ năng nói nhiều hơn. Vậy để mình đáp ứng được các điều kiện thi của các phần, thì điều quan trọng nhất là vốn từ slovní zásoba và cách phát âm chuẩn správná výslovnost. Vậy có thêm những điều nào mà các giám thị cũng sẽ xem xét khi các bạn đi thi? Thứ nhất là tốc độ nói vừa phải và dễ hiểu. Các bạn hãy nhớ đừng nói nhanh hay chậm quá khi kiểm tra phần nói. Thứ hai là cách phát âm dễ hiểu. Các bạn hãy tập ở nhà nhiều nhất có thể cách phát âm của từng chữ cái và sau đó các từ, các cụm từ hoặc các câu. Và một điều cuối cùng nhưng không kém quan trọng là khi đi thi các bạn hãy luôn tươi cười, giữ tinh thần vững vàng, không chép bài gian lận và lễ phép lịch sự cả buổi thi. À, điều cuối Ngọc muốn nói rằng vào thứ năm tuần sau chúng ta lại có thể hưởng thụ thêm một ngày lễ vào ngày 28 tháng 10. Và chính ngày này người dân Séc và Slovakia gọi là Den vzniku samostatného československého státu. Den vzniku samostatného československého státu. Dịch sang tiếng Việt thì chúng ta cũng có thể hiểu là vào ngày này năm 1918, đất nước tiệp khắc Československo đã được thành lập. Ngày lễ này là ngày lễ lớn của Séc. Státní svátek. Vì vậy, các bạn hãy nhớ rằng ngày này các cửa hàng bán lẻ trên 200 m² phải đóng cửa. Přeji vám odpočinkový svátek a mějte se hezky.